bây giờ còn viết nghệ sĩ nghe cả nhà. Còn đây là anh áo vàng nhà báo thông minh nha cả nhà. Anh áo vàng nhà báo thông minh của chú anh chị. Qua Bình Tinh. Bây giờ là khách mời lại nghệ sĩ rất là đứng, rất là đứng đông của chú anh chị. Nhà hơi lớn, mong cả nhà thông cảm nha. Cô Phượng Hằng là gọi xuống quay ở dưới rồi cả nhà ha. Đó, cô Phượng Hằng đây cả nhà.
chú anh chị. Hiện tại bây giờ là bàn cũng gần hết rồi cả nhà. Cô mới đến hả cô Linh? Cô mới đến hả? Cô mới đến hả? Đây là bà ngoại cả nhà. Mấy ly của chú anh chị ơi. Đây luôn đi. Đây hả? Lạnh quá không? Mới lạnh kìa. Lạnh đâu? Ngồi đấy gì nha, ngồi đây nha. Ngồi đấy. Đây là cô Linh. Đây là cô Linh cả nhà. Nhạc hơi lớn nên chị Tinh hay là chị Minh Long nói không có rõ, mong cái nhà không cảm nha, tại vì nhạc lớn quá lớn. Đeo vàng, đeo vàng quá trời cả nhà. Trời ơi, anh hai cái ngồi im để cho bà vậy. Chút hai cái ngồi im để cho bà là tự tới cơm đó à. Béo Ly nói gì à, không có nghe luôn cả nhà. Theo tôi ra mà thấy anh không like cái nhà luôn. Đây là một phần tâm sắc biến kiếm mà ngại.
Bailey là đi cái nhà. Đây. Tôi bỏ tôi cái nhà ơi. Chụp được nha. Vô mấy hàng để cho. Tìm đi.